Hương Trinh nào xin chào cả nhà. Ngày mới thì Hương cũng chúc cho cả nhà mình nhiều niềm vui và gặt hái được nhiều thành công. Đã khá là lâu rồi thì Hương bận quá không có ra video. Thì hôm nay Hương tiếp tục lại quay video và gửi đến cả nhà mình xem. Mong cả nhà mình luôn ủng hộ Hương. Bây giờ thì Hương sẽ mời cả nhà cùng xem video ngày hôm nay nha. Hiện tại là Hương đang gọt cái củ khoai lang tím. Khoai lang này ở nhà trồng của ông Dượng, mình ổng trồng ở nhà. Nó rất là to luôn á, Hương phải để Hương chịu dưới đất vậy Hương gọt mới được á, chứ nó rất là nặng, mình không thể nào cầm lên tay được. Ở nhà mình trồng thì nó cũng không được tím nhiều như mình mua ở ngoài chợ nữa. Cũng không biết sao nữa, không biết tại đất hay sao. Nhưng mà ở nhà mình trồng thì cái khoai thì nó dẻ, nó dẻo, nó ngon hơn mình mua khoai chợ. Sau một hồi vật vả thì mình cũng gọt xong cái củ khoai này. Quá trời to. Nhìn đây là tép. Bây giờ mình sẽ mần tép và lột sạch sẽ, lấy cái chỉ ra. Tí nữa mình sẽ nấu chung với lại canh khoai lang á cho nó ngọt. Mình sẽ xắt miếng mỏng ra rồi mình sẽ đặt nhuyễn nha. Do cái củ khoai nó bự quá, mình chỉ nấu nấu này chắc 1/4 nữa. Còn cái kia thì mình sẽ hấp để làm bánh khoai. Bây giờ thì sẽ bắt sơn lên, cho vào một xíu dầu ăn, mình phi cho cái tỏi nó thơm á. Mình thì nấu canh chịu phi tỏi trước cho nó thơm nước, cho tỏi nó vừa thơm thôi. Cái mình để tép vô, mình xào cho nó thơm. Rồi thì mình sẽ cho nước vào. Cái nước này mình đun ở trong cái bình đun siêu tốc á, nó đã sôi rồi. Này thì mình có cho thêm vài miếng khoai lang vô nữa. Mình cho khoai lang vô trước. Nếm lại rồi mình nhắc xuống nha. Không hiểu sao nữa, hồi xưa giờ ở nhà Hương nấu canh khoai lang tím này là phải có khoai lang ở trong nữa. Giờ cái Hương cho cái khoai mình đã đập ra rồi nè. Để cho vào trong này luôn. Mình sẽ dầm ra nha, dầm ra cho khoai nó nở ra, nó đều ra. Chứ để nguyên cục á, sợ khoai nó không chín, nó lâu chín. Có tí xíu gì mà nấu ra một nồi luôn. Khoai này á, thì mình nấu với tép thì nó ngon. Nó ngọt. Rồi Hương sẽ chờ cho nó sôi lên để cho nó chín khoai. Khi mà nó sôi vậy nè, mình sẽ cho nhỏ lửa lại nha.
để cho cái nồi khoai mình nó không bị dính đít á, chứ để lửa lớn quá cái nó sẽ dính lên dưới đít á, và có mùi khét, canh ăn không ngon. Còn mình mà nấu bếp củi á thì mình nấu lửa than không thì nó ngon hơn, còn Hương đây thì Hương nấu bếp ga để cho sôi thiệt là lâu để cho khoai mình nó chín, nó dẻo, nó ngon. Sau 9 lần chín, 80 lần sôi thì giờ khoai mình đã chín rồi. Mình sẽ cho cái ngò gai vào. Mình không có ngò ôm cho nên mình sẽ nêm ngò gai. Thế là xong nồi canh khoai mỡ. Giờ mời cả nhà mình cùng ăn cơm với hai vợ chồng mình nha. Đây là ông xã của mình. Chào cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình nha. Mình sẽ ăn canh, canh này nấu chung với khoai lang ăn rất là ngon. Ngon lắm, mời cả nhà ăn nè. Ăn với thịt kho khô. Để con thịt cho miếng rau này cuốn hấp dẫn cả nhà ơi, bữa cơm đơn giản. Này cải con á, ăn với thịt kho. Mời cả nhà nha. Có lạc lạc là vừa ăn thôi. Vừa ăn. Mời cả nhà luôn nha. Tới tối nè. Khoai này thì nó ra cái màu không có được tím nhiều.
Thì bữa cơm bữa nay ai chồng mình cũng xin dừng clip nha cả nhà. Về bye bye cả nhà nha. Nếu cả nhà thấy hay thì hãy nhấn like hai chồng mình nha và đăng ký kênh ủng hộ hai chồng mình nha. Bye bye.